Người Việt thường mua hàng trên các ứng dụng trực tuyến như Shopee, Lazada, Tiki. Tuy nhiên, trong vòng nửa tháng qua, người tiêu dùng Việt bị oanh tạc bởi vô số các quảng cáo, thông tin mời gọi tham gia mua sắm trên sàn thương mại điện tử Temu với giá siêu rẻ và giảm tới 90%. Hiện phiên bản ra mắt của website Temu Việt Nam vẫn còn khá thô sơ, chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và thanh toán bằng Google Pay, Visa, Mastercard. Trên website của Temu Việt Nam, giá các sản phẩm đã được hiển thị bằng đồng Việt Nam và được khách hàng gắn sao để đánh giá. Quá trình giao hàng đến Việt Nam cũng chỉ mất 4 đến 7 ngày và được miễn phí vận chuyển tất cả đơn hàng. Temu nhanh chóng thu hút người tiêu dùng Việt nhờ cung cấp các sản phẩm có giá rẻ ở nhiều danh mục từ đồ điện tử đến đồ gia dụng, thời trang. Điều đáng chú ý là nhiều mặt hàng giao bán ở trên Temu có giá rất rẻ, có sản phẩm được giảm tới 2 đến 3 lần so với giá thành. Người tiêu dùng đang thắc mắc rằng Temu được cấp phép chưa? Temu đến từ đâu? Tại sao Temu lại rẻ như vậy? Chất lượng hàng hóa ra sao? Đây có phải là trang lừa đảo hay không? Temu được cấp phép tại Việt Nam chưa? Temu đang nối gót các đàn anh như Taobao, 1688. Xin trong cuộc đổ bộ vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sàn thương mại điện tử quy mô lớn hoạt động công khai tại Việt Nam nhưng lại chưa được cấp phép. Cục Thương mại điện tử và Bộ Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương cho biết, ngày 24 tháng 10, cơ quan này mới nhận được đơn xin cấp phép hoạt động tại Việt Nam của Temu. Như vậy là kể từ đầu tháng 10, đặc biệt là hai tuần qua, Temu đã bán hàng không phép rầm rộ tại Việt Nam đại diện Bộ Công Thương cho hay đang yêu cầu đơn vị chức năng giả soát lại hoạt động của sàn này. Bởi theo quy định của Nghị định 85, các sàn thương mại điện tử khi hoạt động tại Việt Nam bắt buộc phải đăng ký. Bộ Công Thương sẽ kiểm soát, quản lý tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu để bảo vệ sản xuất trong nước. Tuy nhiên, với những kênh thương mại hiện đại, đặc biệt là kênh thương mại điện tử vốn đang nổi lên và có nhiều ưu thế, sẽ phải có giải pháp đặc thù để xử lý. Temu là gì và đến từ đâu. Temu có nghĩa là hợp tác để giảm giá, là một công ty thương mại điện tử kết nối với người tiêu dùng với hàng triệu đối tác kinh doanh hàng hóa, nhà sản xuất và thương hiệu với sứ mệnh trao quyền cho họ. Temu cam kết đưa các sản phẩm giá cả phải chăng lên nền tảng của mình để cho phép người tiêu dùng và đối tác kinh doanh hàng hóa thực hiện ước mơ của họ trong một môi trường hòa nhập. Temu ra đời năm 2022, trụ sở chính tại Boston Mỹ. Tuy nhiên, đây lại là một công ty con của PDD Holdings Trung Quốc, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử Pinduoduo. Temu được thành lập với mục tiêu mở rộng thị trường của PDD Holdings ra toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ và các thị trường phương Tây khác. Cho đến nay, công ty có mặt tại hơn 70 quốc gia và tham vọng tiến vào các khu vực khác như Đông Nam Á, Nam Mỹ, Châu Phi. Temu kế thừa những yếu tố cốt lõi của Pinduoduo, bao gồm việc cung cấp hàng hóa với giá cả phải chăng và hệ thống logistics hiệu quả. Tuy nhiên, Temu lại tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm đa dạng từ đồ điện tử, thời trang đến đồ gia dụng nhằm thu hút tệp khách hàng quốc tế. Tại sao Temu lại rẻ như vậy? Giá của Temu thực sự thấp đến mức gây sốc, thấp đến mức chúng luôn khiến bạn phải chú ý và muốn nhặt mọi thứ vào giỏ hàng của mình. Thậm chí người ta còn cho rằng Temu đang bán lỗ các mặt hàng của mình để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Một trong những lý do chính khiến Temu có thể đưa ra mức giá cực kỳ thấp là cách tiếp cận độc đáo nhằm trợ cấp chi phí vận chuyển. Không giống như nhiều nền tảng thương mại điện tử khác, Temu chịu chi phí vận chuyển cho khách hàng của mình, đặc biệt là giao hàng quốc tế điều này cho phép người mua được hưởng mức giá thấp mà không có phí ẩn khiến nó trở nên hấp dẫn hơn so với các đối thủ cạnh tranh temu tự trợ cấp chi phí vận chuyển để đảm bảo khách hàng không phải chịu gánh nặng vận chuyển quốc tế điều này vốn là trở ngại lớn đối với người mua hàng trực tuyến bằng cách này temu giảm tổng chi phí mua hàng một cách có chiến lược thúc đẩy doanh số bán hàng cao hơn trong khi vẫn giữ giá sản phẩm ở mức thấp cạnh tranh Tề mù loại bỏ các khâu trung gian truyền thống như nhà nhập khẩu và nhà phân phối, tìm nguồn cung ứng trực tiếp từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Mô hình nhà sản xuất đến từ người tiêu dùng này giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất, tránh chênh lệch giá bán lẻ và chi phí trung gian với khả năng tiếp cận hàng triệu nhà cung cấp trên nền tảng chị em Pinduoduo, Temu thương lượng giá số lượng lớn và các điều khoản có lợi. Các nhà cung cấp được hưởng từ khối lượng đơn đặt hàng lớn, cho phép họ cung cấp sản phẩm với mức giá thấp hơn so với các đối thủ như Amazon hay Walmart. Thay vì đầu tư mạnh vào quảng cáo, Temu dựa vào tăng trưởng tự nhiên thông qua tiếp thị chuyên miệng và lan truyền. Điều này giảm thiểu chi phí thu hút khách hàng và họ, vốn thường tiêu tốn một lượng lớn ngân sách thương mại điện tử. Thêm vào đó, nhiều sản phẩm trên Temu được sản xuất trực tiếp từ các nhà máy ở Trung Quốc, nơi chi phí lao động và sản xuất thấp. Khả năng tiếp cận trực tiếp của Temu với các nhà máy Trung Quốc cho phép công ty cung cấp sản phẩm với mức giá cực thấp mà không ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Temu có phải là một trang web lừa đảo không? Đây là một trang web hợp pháp nhưng nhà cung cấp có những mẹo riêng để thúc đẩy khách hàng nhanh chóng thực hiện giao dịch như những bánh xe quay trúng thưởng, mã giảm giá, đồng hồ đếm ngược thời gian giảm giá khiến người dùng cảm giác cần phải mua thật nhanh để có giá rẻ. Cảnh báo tiền mất tật mang. Trên thực tế, việc mua hàng giá rẻ trên Temu cũng tiềm ẩn một số rủi ro. Hiện tại, Temu chưa cho phép người dùng Việt Nam sử dụng hình thức thanh toán khi nhận hàng, nghĩa là người dùng phải thanh toán ngay khi đặt hàng, sau đó mới nhận sản phẩm. Temu chỉ hỗ trợ thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc Apple, Google Pay, chưa hỗ trợ các loại ví điện tử phổ biến khác. Chính vì không cho phép thanh toán khi nhận hàng, người dùng sẽ đối mặt với rủi ro mua hàng không đảm bảo chất lượng, hàng giả, hàng không đúng mô tả dù đã thanh toán từ trước do lượng người bán và sản phẩm trên tên mu rất lớn, nên sàn thương mại điện tử này không kiểm soát được chất lượng của các sản phẩm bán ra. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng hàng giả, hàng nhái thâm nhập vào tên mu với nhiều mức giá khác nhau, do vậy người dùng có thể mua nhầm hàng giả, kém chất lượng mà không hay biết. Khách hàng cũng nên lưu ý rằng, Mặc dù Temu có chính sách đổi trả sản phẩm và hoàn tiền, nhưng do đây là sản phẩm thương mại điện tử xuyên biên giới với đa số người bán đều từ Trung Quốc nên quá trình đổi trả sản phẩm và hoàn tiền diễn ra không dễ dàng, mất nhiều thời gian. Nhiều người dùng sau khi nhận ra mình mua hàng không đúng như mô tả, hàng giả, kém chất lượng nhưng vì giá trị món hàng không quá lớn lại ngại quá trình đổi trả hàng phức tạp nên đành chấp nhận mất tiền thay vì tìm cách hoàn trả món hàng.